guys are Victoria, now I'm an English teacher at Global Citizen Company Vietnam. Welcome to English Speaking Course for Beginners. Chào bạn, tôi là Victoria. Hiện tại tôi đang là giảng viên tiếng Anh tại DCC Việt Nam. Chào mừng bạn đến với khóa học tiếng Anh giao tiếp dành cho người mới bắt đầu. Khóa học này phù hợp với tất cả các đối tượng, dù bạn là sinh viên hay bạn là người đã đi làm. Khóa học này bao gồm những chủ đề và kiến thức vô cùng đơn giản và thông dụng. Vì vậy, bạn có thể sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Dù là tiếng Anh hay tiếng Việt, English or Vietnamese thì đều là một loại ngôn ngữ, phải không nào? Vì vậy mà nếu như bạn cảm thấy không khó khi học nói tiếng Việt, vậy thì không có lý do gì chúng ta không thể chinh phục tiếng Anh. Sau khóa học này, bạn sẽ trở nên tự tin, muốn nói tiếng Anh mọi lúc mọi nơi. Bạn đã có thể giao tiếp được các chủ đề thông dụng trong đời sống. Bạn còn yêu thích và thậm chí là đam mê để học tiếng Anh. Hãy nhanh tay đăng ký vào học này thôi nào để chúng ta cùng nhau học tập và chinh phục tiếng Anh.